làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam với Singapore và Brunei. Sôi nổi ngày hội tòng quân năm 2023. Loay hoay giải bài toán ùn tắc nút giao ngã tư Sở, Hà Nội. Thưa quý vị, trưa nay mùng 8 tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2 năm 2023, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanan Bolkiah. Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính lần này có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với Singapore và Brunei. Năm 2023, tròn 50 năm hai nước Việt Nam-Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam và Singapore càng trở nên gắn bó với độ tin cậy cao và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế được coi là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Trong năm qua, hai bên cũng đã nhất trí nghiên cứu xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh. Đây cũng là một trong những trọng tâm hợp tác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính chú trọng trong chuyến thăm đến Singapore. Singapore là nước ASEAN, cái nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ hai trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam. Thế rồi với những cái dự án hết sức là thành công như là các cái khu công nghiệp Việt Nam Singapore, và hiện nay họ đang tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp này và có cái xu hướng là xây dựng các khu công nghiệp xanh theo cái hướng bền vững hơn. Trong khi đó, hợp tác giữa nước ta với Brunei đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực chất. Năm 2019 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Brunei khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện. Dự kiến, trong chuyến thăm Brunei lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Quốc vương Sultan Haji Hassanan Bolkiah, thăm một số doanh nghiệp và dự tọa đàm doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Với chuyến thăm lần này thì chúng ta cũng mang tới cái thông điệp đó là mong muốn tăng cường hơn nữa cái đoàn kết giữa các nước ở trong khu vực Đông Nam Á, các nước ASEAN, bởi Brunei và Singapore là hai thành viên rất là quan trọng của ASEAN. Chuyến thăm tới Singapore và Brunei lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến Singapore sau 5 năm và Brunei sau 15 năm. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng đến hai nước trên cương vị mới nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại nhất quán mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, đó là ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN. Với ý nghĩa đó, chuyến thăm sẽ tạo xung lực mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei. Thưa quý vị, sau hơn 3 giờ bay vào lúc 16 giờ 40 phút theo giờ địa phương ngày hôm nay mùng 8 tháng 2, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Changi, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày hôm nay tới ngày mùng 10 tháng 2. Dự kiến trong chương trình thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hội kiến với Tổng thống Singapore Halimah Yacob, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chan Jin. Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Singapore để lắng nghe tâm tư tình cảm của bà con. Đặc biệt, Thủ tướng làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu Singapore và sự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước. Thưa quý vị, được tin miền Đông Nam nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Ả Rập Syri vừa xảy ra một trận động đất gây hậu quả thảm khốc với hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị thương, nhiều nhà cửa và cơ sở vật chất bị hủy hoại. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chia buồn tới ngài Mustafa Sentop, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, và ngài Hamou Dama Yusef Sabah, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Ả Rập Syri. Vào chiều nay 8 tháng 2, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp về công tác, nhiệm vụ của Bộ.
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các lĩnh vực của Bộ Tư pháp như vụ các vấn đề chung, Tổng cục Thi hành án, Bổ trợ Tư pháp báo cáo Phó Thủ tướng tình hình triển khai nhiệm vụ cũng như đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới. Theo đó, trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật của các bộ ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thực thi công tác tư pháp như số hóa công chứng, đấu giá tài sản công trực tuyến. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế tại buổi làm việc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nếu những kiến nghị được khắc phục sớm sẽ giúp công tác tư pháp ngày càng hoàn thiện. Phó Thủ tướng cam kết sẽ hỗ trợ ngành tư pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới. Thưa quý vị, sáng nay mùng 8 tháng 2, 4 địa phương đầu tiên trên địa bàn quân khu 2 gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang và Yên Bái đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Lễ giao nhận quân đã được các địa phương tổ chức trang trọng, nhanh gọn và an toàn. Năm 2023, chất lượng thanh niên nhập ngũ của các tỉnh cao hơn so với các năm trước cả về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, văn hóa. Năm nay, tỷ lệ đảng viên tham gia nhập ngũ khá cao. Riêng tỉnh Yên Bái có 154 đảng viên xung phong lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, trong đợt tuyển quân này, có hơn 1.700 thanh niên viết đơn tình nguyện. Sáng ngày 8 tháng 2, hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên cả nước, những thanh niên Đà Nẵng tuổi đời 18 đến 27 hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, công dân nhập ngũ năm nay có 654 công dân tốt nghiệp trung học phổ thông, 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên. Cũng trong sáng nay, 8 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Năm nay, trong số những thanh niên ưu tú nhập ngũ có sức khỏe từ loại 1 đến loại 2 trở lên đạt trên 61%, trong đó trên 97% có trình độ học vấn trung học cơ sở trở lên, có 28 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng đại học trung cấp, 99% là đoàn viên, có 2 đảng viên. Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Phú Yên đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Phú Yên, thanh niên nhập ngũ lần này phần lớn có tuổi đời từ 18 tới 23, trong đó có 141 đảng viên, có 191 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học và 338 thanh niên là người dân tộc thiểu số. Sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tại 15 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Long An đồng loạt tổ chức lễ giao nhận thanh niên nhập ngũ năm 2023. Năm nay, công tác giao nhận quân đạt chất lượng đúng theo phương châm tuyển người nào chắc người đó. Tân binh nhập ngũ có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 41,78%, trong đó có 37 đảng viên chính thức nhập ngũ và một nữ thanh niên. Thưa quý vị, sau người Kinh thì người Khmer chiếm tỷ lệ cao nhất trong cộng đồng các dân tộc sinh sống tại đồng bằng sông Cửu Long. Những ngày này, cùng với thanh niên cả nước thì thanh niên đồng bào dân tộc Khmer trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở miền Tây đang háo hức chuẩn bị tòng quân, mong ước được góp sức trẻ vì mùa xuân quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai anh em Trần Công Định và Trần Vĩnh Khôi ở phường 3, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Trần Công Định từng nhập ngũ tại tiểu đoàn hóa học Bộ Tham mưu Quân khu 9 và vài ngày nữa đây, Khôi cũng sẽ nối gót lên đường tòng quân như anh trai của mình. Em thấy anh em đi bộ đội về trưởng thành hơn, chững chạc hơn, làm nhiều công việc, phụ giúp gia đình. Em cũng muốn đăng ký đi đặng về, phụ giúp gia đình. Còn với em Danh Vũ Đức, chàng thanh niên người dân tộc Khmer chịu khó ham học hỏi, luôn đi đầu trong các phong trào ở địa phương thì nhập ngũ là ước mơ từ bé. Trước ngày lên đường, Đức gác việc riêng tranh thủ phụ giúp cha mẹ chăm chút cho hai công lúa đang làm đồng, nguồn thu nhập chính của gia đình. Tôi rất là lạc quan và có một cảm giác rất là hưng phấn để sẵn sàng phục vụ cho đất nước. Nói chung ra chứ mình có được vậy là cũng có cái niềm vinh hạnh, cũng nở mặt nở mày trong sớm kia. Năm nay, địa bàn quân khu 9, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ là người đồng bào dân tộc tăng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Có được kết quả này là nhờ công tác tham mưu hiệu quả của các cơ quan quân sự với địa phương cùng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và chính sách hậu phương quân đội được thực hiện chặt chẽ, đã góp phần tạo động lực cho thanh niên an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ. Đối với đơn vị nhận quân thì cũng đã chuẩn bị chu đáo tất cả các mặt và chuẩn bị chu đáo về nơi ăn ở cho chiến sĩ mới. Thì sẵn sàng tiếp nhận là huấn luyện, quản lý huấn luyện theo kế hoạch.
Với phương châm tuyển thanh niên nào chắc thanh niên đó, sự quan tâm chia sẻ cùng nhiều hoạt động thiết thực của cả hệ thống chính trị các cấp đã trở thành nguồn động lực để thanh niên đồng bào dân tộc Khmer nói riêng ở các tỉnh miền Tây vui vẻ phấn khởi sẵn sàng lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, hết lòng phụng sự Tổ quốc. Cùng với hàng nghìn thanh niên ưu tú của cả nước, hơn 300 thanh niên của tỉnh Quảng Nam cũng đã được tuyển chọn để chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng công an nhân dân. Tự tin, háo hức và sẵn sàng lên đường là tinh thần chung của họ trước ngày lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Những ngày này, gia đình em Phan Thanh Duy luôn rộn ràng tiếng cười và lời động viên thăm hỏi. Tốt nghiệp đại học và đã có việc làm, tuy nhiên với mong muốn góp sức và công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc nên Duy đã tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Thì trong quá trình ngồi trên ghế nhà trường thì đã mong muốn đi cống hiến cái sức lực, cái tuổi trẻ của mình thì rất là lâu rồi. Thì em cũng đã tự nguyện đăng ký đi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Hiện tại thì ngày hôm nay thì cái tinh thần là phấn khởi, hân hoan. Thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường nhập ngũ. Tất cả những bà con xung quanh trong những ngày này là luôn luôn động viên tới thăm hỏi miết đó, và lãnh đạo địa phương cũng luôn luôn là động viên chia sẻ và quan tâm đến gia đình. Thật sự chị rất là cảm ơn và tự nhiên là cũng là niềm vui với niềm tự hào của gia đình mình. Là một trong những địa phương có số lượng chất lượng tuyển chọn hàng năm cao, công an huyện Núi Thành đã tiến hành sàng lọc kỹ về chính trị, đạo đức và sức khỏe, qua đó đã tuyển chọn được 25 thanh niên ưu tú trong đợt tuyển quân năm nay, trong đó có 8 trường hợp tốt nghiệp đại học, 3 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động qua các kênh thông tin, đặc biệt là qua cái hệ thống Zalo công an, rồi Facebook, rồi thông qua cái đài truyền thanh, nhất là hình ảnh của lực lượng công an xã đến lan rộng để chiến đấu phục vụ nhân dân ở địa phương, cũng là một động lực rất lớn để thôi thúc là làm động lực để cho công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao nhận, công an các địa phương đã tổ chức cấp quân trang, hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng trang phục công an nhân dân và tổ chức gặp mặt động viên tặng quà các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Với tinh thần xung kích và sự hào hứng của tuổi trẻ, các tân binh đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp theo chương trình, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. Loay hoay bài toán ùn tắc nút giao ngã tư Sở. Thưa quý vị, với nhiều biến động trên thế giới như ảnh hưởng của khủng hoảng năng lượng, biến động tỷ giá đồng đô la Mỹ, áp lực của lạm phát đã tác động lớn đến việc tăng giá năng lượng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân hiện tại không còn phù hợp với bối cảnh và chưa phản ánh sự biến động của các thông số đầu vào tới chi phí sản xuất kinh doanh điện, đặc biệt là biến động của giá nhiên liệu. Mới đây, quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 3 tháng 2 năm 2023 đã được ban hành. Trong năm 2022, tính đến hết quý 3, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã 2 lần điều chỉnh tăng. Tổng công ty Đông Bắc đã 4 lần điều chỉnh, với mức tăng chung so với đầu năm khoảng 52%. Giá than nhập khẩu cũng tăng 359 đô la Mỹ một tấn và hiện vẫn đang giữ mức này. Bên cạnh đó, các khoản chênh lệch tỷ giá cũng khiến chi phí sản xuất điện tăng thêm. Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân thì được xây dựng trên cơ sở là tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của tất cả các khâu của ngành điện, bao gồm là chi phí của khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện cũng như là phụ trợ quản lý ngành. Thì có một cái đặc điểm là cái tổng chi phí phát điện trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện là chiếm cái tỷ trọng rất lớn, là trên 80%. Thì tổng chi phí phát điện thì bị ảnh hưởng bởi cái tỷ giá ngoại tệ, giá nhiên liệu cũng như là cơ cấu sản lượng điện phát của tất cả các cái nhà máy điện mà trong hệ thống. Khung giá của mức giá bán lẻ điện sẽ là cơ sở để EVN xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện trong thời gian tới. Mức giá bán lẻ điện này là phải nằm trong cái khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân mà được phê duyệt tại quyết định số 02/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Và cái việc cái thẩm quyền mà điều chỉnh mức giá này phải tùy thuộc vào cái thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hay là thẩm quyền của Bộ Công Thương, hay là thẩm quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, và tất cả phải đều trên cơ sở chỉ đạo theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tại quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng 1 kWh, mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng 1 kWh. So với mức khung cũ được quy định tại quyết định số 34/2017, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng 1 kWh. Báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2022, ước tính tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước chỉ đạt 80,63% kế hoạch, đạt 92,97% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn cùng kỳ và chưa đạt kỳ vọng. Điều này đòi hỏi ngay từ đầu năm 2023, các bộ ngành địa phương phải có nhiều giải pháp và quyết liệt hơn nữa để đốc thúc công tác này, đưa nguồn vốn đầu tư công nhanh chóng chảy vào các dự án, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đến ngày 31 tháng 1/2023 đạt 92,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2022. Hiện việc sớm phân bổ nguồn vốn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy giải ngân, tránh dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay theo Nghị quyết 01 của Chính phủ. Cái điển hình nhất chúng ta thấy đấy là đầu tư công. Một khi khoản đầu tư mà đang thực sự rất lớn và ai cũng kỳ vọng rằng nó sẽ trở thành một động lực chủ yếu cho tăng trưởng trong những năm khó khăn. Nhưng chúng ta nhìn thấy là giải ngân đầu tư công kể cả cái chương trình phục hồi vẫn chậm và rất chậm. Và như vậy ở đây thì rõ ràng ở đây mình nhìn thấy ở đây đó là cái cách thức triển khai thực hiện. Theo các chuyên gia, các bộ, cơ quan trung ương cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, chương trình dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Mặt chúng ta phải giải ngân những cái chương trình nằm trong cái kế hoạch, lại những cái chương trình tồn động từ năm 2022 sang. Theo tôi được biết, các chương trình xây dựng hạ tầng sẽ được giải ngân trong năm 2023. Thì như vậy là gần như năm 2023 này là cái khối lượng mà phải giải ngân phải gấp đôi so với những năm bình thường. Cho nên cái này đòi hỏi cái năng lực điều hành của chính phủ, của chính quyền các cấp. Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công làm bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư công, khẩn trương hướng dẫn và tổng hợp chung nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc kéo dài thời gian bố trí vốn của các dự án sử dụng ngân sách trung ương sang năm 2023 và kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 sang năm 2023. Thưa quý vị, theo kế hoạch năm 2023, Hà Nội sẽ khởi công hoàn thiện hàng loạt các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trong năm. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, Ban Quản lý sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục để phấn đấu khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án quan trọng quốc gia vào tháng 6 năm 2023, phối hợp với các quận huyện trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các dự án nhóm A như dự án cải tạo quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai, dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Rẽ với đường Vành Đai 3. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn thành phố nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra chặt chẽ nguồn nước, chủ động thực hiện sớm việc nạo vét, các biện pháp tăng cường tích trữ nước trong các ao, hồ, sông, kênh rạch. Xây dựng kế hoạch cấp nước, cân đối khả năng cung cấp nước phục vụ cho các nhu cầu sử dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước để cấp nước sinh hoạt cho người dân, chăn nuôi gia súc và tưới cho cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để từng hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn hiểu, chủ động triển khai các biện pháp dự trữ nước ngọt nhằm bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất trong các tháng mùa khô, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, chống thất thoát lãng phí nước. Những năm qua, tình trạng sóng biển xâm thực sâu vào đất liền gây sạt lở nghiêm trọng bờ biển tại tỉnh Quảng Nam. Gần đây, tại bờ biển thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, sóng đánh gây sạt lở sụt lún làm người dân địa phương lo lắng.
Gần một tháng trở lại đây, ảnh hưởng của thời tiết có diễn biến phức tạp làm nước biển dâng cao, khiến đoạn kè cứng dài hơn 150 mét, rộng 2 mét qua thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, bị sóng biển đánh sạt lở, sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều khối bê tông bị bung ra nằm ngổn ngang, tạo thành bờ vực cao từ 1 đến 2 mét ăn sâu vào trong đất liền. Những năm trước đây, nếu như không kè thì cái bờ biển Tam Thanh thì cũng sẽ sạt lở rất là lớn. Nhưng mà quá trình nhờ kè này, cho nên là cái bờ biển Tam Thanh thì cũng còn tồn tại đến bây giờ. Nhưng mà hiện nay thì cái đoạn ở dưới đây, thân Hòa Trung vỡ rất lớn. Nhưng mà yêu cầu nhà nước làm thế nào là hỗ trợ để xây kè trở lại để đảm bảo cuộc sống của người dân và bảo vệ cái vùng biển ven biển này. 2006 đã làm được cái tiếng bờ kè này nữa, thì mọi người dân rất là mừng và rất là yên tâm sản xuất. Nhưng mà trong hơn một tháng này thì nó do cái thời tiết thiên nhiên như thế nào không biết, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái vấn đề sạt lở này. Mà đặc biệt nhất là ngay chỗ đoạn này thôi, là nó làm hư hỏng rất là nặng và ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc phát triển du lịch của địa phương trong những năm tới đây. Thôn Hòa Trung là địa điểm mà thành phố Tam Kỳ chọn triển khai làng du lịch Bích Họa Tam Thanh và nhiều công trình du lịch như con đường thuyền thúng, các khu lưu trú homestay của địa phương. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã răng dây lập biển cảnh báo nguy hiểm tại bờ kè này. Nhân dân Tam Thanh cũng như là chính quyền của Tam Thanh rất là mong muốn thành phố, tỉnh quan tâm sớm khắc phục cái bờ kè này để đưa vào phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế nói chung trên địa bàn của Tam Thanh trong thời gian tới. Công trình xây dựng bờ kè dọc biển Tam Thanh được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2006 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Tam Kỳ làm chủ đầu tư. Đến nay, đoạn kè bờ biển Tam Thanh bị sóng đánh sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan trải nghiệm của du khách tại khu vực du lịch nơi đây, cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Do đó, các cơ quan chức năng ở địa phương cần sớm có phương án khắc phục tình trạng sạt lở. Thưa quý vị, trong danh sách 35 điểm đen ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội thì nút giao ngã Tư Sở được coi là điểm nóng nhất, gây bức xúc nhất cho người dân. Và đối với các cơ quan chức năng thì đây là đề bài khó giải nhất trong việc tổ chức giao thông tại Hà Nội suốt nhiều năm qua. Vâng, minh chứng rõ ràng nhất có thể thấy đó là chỉ trong vòng 3 năm đã có tới 3 lần điều chỉnh tổ chức giao thông lại nút giao thông này, thế nhưng ùn tắc vẫn không giảm. Tấm bảng này hay những rào chắn này được dựng lên cách đây không lâu, hướng dẫn cho phương án tổ chức giao thông mới tại nút giao ngã Tư Sở. Thế nhưng dường như nó không có mấy tác dụng với nhiều người thường di chuyển qua đây. Khá nhiều người tỏ ra bỡ ngỡ với phương án tổ chức giao thông mới này. Không hợp lý tí nào cả, tại vì người ta phải đi xuống tít tít kia, xong bắt đầu người ta lại xuống gần như đến qua, gần đến Tân Hữu Tùng mới vòng lại. Quá là bất tiện, quá là xa luôn, mà càng xa càng tắc, tại vì cái đoạn này tắc rất là nhiều. Nhiều người thì cho rằng rất khó khăn khi đi qua nút này, không phải vì ùn tắc mà vì cách tổ chức giao thông khá rối rắm. Vì thế tuyến đường quen thuộc vẫn là vỉa hè và cố đi ngược chiều nốt đoạn đường còn lại. Có thể là nhanh hơn nhưng mà rất là nguy hiểm, tại vì giờ đó thì mọi người ai cũng nhéo nhác đi ấy, nên là rất là nguy hiểm ạ. Để giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn qua nút này, lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã được tăng cường đến khu vực để điều tiết và hướng dẫn dòng phương tiện thông qua nút. Để người dân đi lại thông suốt qua nút giao thì đơn vị đã bố trí dọc tuyến đường láng, các chốt đều có lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và công an phường phối hợp. Khi có nguy cơ ùn tắc thì các lực lượng sẽ liên hệ với nhau bằng bộ đàm và tổ chức giải tỏa giao thông. Trước đây, tháng 11 năm 2020, Hà Nội cũng đã từng thử nghiệm tổ chức giao thông tại nút giao ngã Tư Sở với việc gọt đi một vài hướng giao cắt trực diện, tránh xung đột ở tâm nút giao này. Lần thứ hai, cấm phương tiện cỡ lớn di chuyển vào nút giao này và sau hai lần điều chỉnh không thành công, nút ngã Tư Sở lại được cắt gọt lại một lần nữa. Từ xưa đến nay là chúng ta tổ chức theo cái hình thức tức là lựa thế này lựa thế khác, bịt chỗ này rẽ chỗ khác. Chúng ta trong thời gian ngắn không thể cải tạo được, chỉ có tổ chức giao thông lại thôi. Thì trước đấy là phương án trước mắt là chúng ta ưu tiên
chấp nhận cái thực trạng. Theo các chuyên gia, về lâu dài không thể cứ loay hoay mãi với các phương án tổ chức giao thông mà cần phải có cầu vượt hoặc hầm chui, đặc biệt là sau khi thông tuyến vành đai 2 trên cao với tốc độ di chuyển ở cấp đường cao tốc. Tuyến này sẽ dồn phương tiện về nút giao vốn đang ùn tắc suốt bao lâu nay. Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay, lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng và thợ lặn đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Huy Hoàng bị mắc kẹt trong buồng máy tàu cá bị chìm do va chạm giữa tàu hàng và tàu cá trước đó. Hiện nay, thi thể của ngư dân đã được đưa vào trạm kiểm soát biên phòng Sông Hàn, đồn biên phòng Sơn Trà để tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định. Như tin truyền hình Nhân dân đã đưa, lúc 22 giờ 40 phút ngày 7 tháng 2, trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang nhận tin báo từ ông Lê Văn Hên, 42 tuổi, là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNG 41464 về việc tàu của ông va chạm với tàu hàng. Trên tàu có hai ngư dân là ông Hên và ông Nguyễn Huy Hoàng, 39 tuổi, ngụ xã Tuy Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Hậu quả tàu cá bị phá nước ở vị trí cách cảng Tiên Sa 1 hải lý về phía Tây Bắc. Sau 10 phút thì chìm hẳn. Thuyền trưởng Lê Văn Hên được tàu cá BD 40455 hoạt động gần đó cứu nạn đưa vào bờ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng điều động xuồng cao tốc BP 081502 với 10 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm. Đến 11 giờ 30 phút trưa nay mùng 8 tháng 2, thi thể ông Nguyễn Huy Hoàng đã được tìm thấy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa triển khai lực lượng ứng cứu thành công một tàu cá cùng 10 thuyền viên gặp nạn trên biển. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng nay, tàu cá QNA 90406 TS do ông Trần Công Xoa, 52 tuổi, trú tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên, đang trên hải trình ra vùng biển tỉnh Quảng Trị đánh cá, đã bị mắc kẹt xô vào đá tại bờ biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, khiến thành tàu bên trái bị vỡ và có nguy cơ bị chìm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do không quen vùng biển và sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng Cửa Tùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với thuyền viên trên tàu di rời tài sản lên bờ và chằng chống neo giữ để tàu không bị đánh chìm. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, công tác cứu hộ cơ bản hoàn thành. Hiện tình hình sức khỏe của 10 thuyền viên trên tàu ổn định. Đơn vị cũng đã cắt cử lực lượng canh giữ bảo vệ tài sản trên tàu của người dân. Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn chè đậu trắng xảy ra tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, sáng nay, Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết trong 4 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thì đã có 1 trường hợp tử vong. 3 trường hợp còn lại đang được tiếp tục điều trị, sức khỏe đã có chuyển biến tích cực. Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm An Giang, chiều mùng 3 tháng 2, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 44 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, nấu chè đậu trắng để phát từ thiện. Bà Tuyết sử dụng nguyên liệu nấu chè gồm 20 kg đậu trắng, 8 kg nếp, 10 kg dừa nạo sẵn, 24 kg đường cát và 20.000 đồng nước cho tàu. Sáng mùng 4 tháng 2, bà Tuyết mang số chè đậu trắng phân chia vào các túi ni lông, không hâm nóng lại và phát miễn phí cho người dân trong ấp Long Hòa 2. Chưa xác định được số lượng chè mà bà Tuyết đã phát. Theo dữ liệu điều tra từ các bệnh nhân bị ngộ độc, tất cả những người này đã nhận chè từ bà Tuyết vào lúc 6 giờ sáng ngày 4 tháng 2 và ăn chè trong khoảng từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút cùng ngày. Đến 23 giờ, hàng chục người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Có 38 ca được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới cấp cứu. Sau đó, 4 ca bị ngộ độc nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị. Huyện Chợ Mới cũng ghi nhận có 50 trường hợp có triệu chứng ngộ độc nhẹ sau khi ăn chè, đã tự mua thuốc uống tại nhà. Hiện có 26 trên 34 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, sức khỏe đã ổn định và xuất viện. Liên quan đến vụ chủ chó thả rông đánh cư dân nhập viện thì Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tới các đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc. Tối ngày 2 tháng 2, anh Nguyễn Hoàng Dũng dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh chung cư quận 7 Sài Gòn Riverside, phường Phú Thuận, quận 7. Lúc này, một con chó không có người dắt, không dây xích, không rọ mõm liên tục tiến lại gần cháu bé. Sợ con trai bị cắn, anh Dũng dùng chân đẩy con chó ra xa thì bị chủ nhân của con chó đánh vào mặt gây thương tích. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ủy ban nhân dân quận 7
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật với hành vi nuôi thả động vật không rõ mõm, không đúng quy định và cố ý gây thương tích, báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân TP HCM. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.